Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin hãy kính chào thầy quý bà cha ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay thì tôi rất là vui mừng khi mà được trở lại đây sau một thời gian dài vắng bóng ở tại hội thánh này. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi buổi sáng hôm nay cũng là một buổi sáng rất là đặc biệt để mà tôi được chia sẻ lời của Chúa cùng với hội thánh. Hôm nay là ngày 23 tháng 9, cũng là ngày sinh nhật của tôi, tròn 40 tuổi. Một ngày rất là đặc biệt bởi vì trong suốt 40 năm qua tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa và sự chăm sóc, sự quan phòng, sự che chở của Chúa ở trên cuộc đời, trên chức vụ của mình. Tôi cảm ơn ba mẹ bởi vì nhờ có ba mẹ mà tôi có được ngày hôm nay. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ tôi thật sự không thể nào kể xiết được. Cảm ơn Chúa bởi vì tất cả mọi sự tốt lành mà Chúa đặt để trên cuộc đời của tôi. Như lời của Chúa trong sách Thi Thiên đoạn 139 câu 13 cho đến câu 17, lời của Chúa chép rằng: Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chiều nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thầy, số các tư tưởng ấy thật lớn thầy. Tạ ơn Chúa, đây là những lời của vua David đã nói về sự tạo dựng của Chúa trên đời sống của mình. Ông nói rằng là trước khi ông được sinh ra đó, thì Chúa đã nhìn thấy ông rồi. Các thể chất vô hình của ông thì Chúa cũng đã nhìn thấy. Và thậm chí Ngài không phải chỉ là nhìn thấy thôi, nhưng mà Ngài còn định sẵn những cái việc tốt lành nhất ở trên cuộc đời của David. Chúa đã định các ngày, các số ngày của David, và Chúa đã biên vào trong sổ của Chúa. Rồi những tư tưởng về công việc mà Chúa đặt để trên đời sống của ông đó thì Chúa cũng đã biết hết. Wow, tuyệt vời không quý bà chị em? Cho nên khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy rằng là wow, đời sống của tôi thật là tốt lành ở trong chương trình của Chúa. Và tôi nên khôn ngoan để tôi kính sợ Chúa và tôi vâng theo lời của Chúa. Bởi vì chương trình của Chúa là chương trình bình an chứ không phải là tai họa. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu số 11 chép rằng là: Vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Bản dịch Kinh Thánh năm 2010. Ở đây Chúa Ngài biết được chương trình của Chúa hoạch định trên đời sống của chúng ta, đó là một sự bình an, không phải là tai họa. Chương trình của Chúa, nếu chúng ta bước đi ở trong đường lối của Chúa, chương trình của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được tương lai và hy vọng trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta đi trong đường lối ý muốn của Chúa đó quý mài chị em, thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ đầy ánh sáng, đầy niềm vui, đầy tiếng cười, đầy hy vọng, đầy phước hạnh, chứ không bao giờ đầy nước mắt, đau khổ cả quý mài chị em. Tôi đã nhìn thấy có những con cái Chúa, họ đã rơi vào trong cái chỗ túng cùng và họ bị cám dỗ tự tử, bị cám dỗ để bỏ Chúa, bị cám dỗ để làm những cái việc phi pháp. Tôi biết rằng không phải Đức Chúa Trời đẩy họ vào trong cái chỗ đó, nhưng bởi vì cớ họ đã không đi trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bước đi trong chương trình của Chúa thì chương trình của Chúa sẽ càng ngày càng đầy dẫy sự bình an và vui mừng, đầy tương lai, đầy ánh sáng, đầy sự hy vọng. Tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa tại đây cũng sẽ kinh nghiệm được ánh sáng và hy vọng trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cảm ơn Chúa, trong suốt 40 năm qua, từ khi mà tôi được sinh ra cho đến bây giờ, có những niềm vui cũng như có những nỗi buồn, có những lúc đầy nước mắt cũng có những lúc đầy sự vui cười. Nhưng mà tóm lại một điều, chung quy tất cả mọi điều mà tôi đã trải qua trong suốt 40 năm qua, thì buổi sáng nay tôi đứng ở đây và tôi vẫn biết ơn Chúa, bởi vì có Ngài tôi có tất cả. Dẫu rằng bây giờ tôi vẫn không phải là một tỷ phú, tôi không phải là một người giàu có nhiều tiền, nhưng tôi biết được điều tôi đang có. Tôi biết được đấng tôi đang tin
Ngài là đấng như thế nào. Tôi biết được cuộc đời của tôi sau này sẽ đi về đâu và sẽ được phước thế nào. Đó là nhờ có Đức Chúa Trời của tôi đang thờ phượng và phục vụ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2, tôi xin được phép đọc lời của Chúa đây. Cái câu số 10: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy thì chúng ta mỗi người đều là do việc Chúa Ngài làm ra. Không phải chúng ta là một cái sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó do khỉ tiến hóa mà thành từ nhiều triệu năm về trước, nhưng mà chúng ta là do bàn tay của Chúa dựng nên chúng ta và dựng nên nó trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành. Khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sống ở trong sự vâng phục Ngài, đặt niềm tin cậy nơi Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ khám phá ra được những cái việc lành mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta làm theo. Bởi vì những cái điều đó là Chúa đã sắm sẵn trước rồi. Và chúng ta khi ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ khám phá ra được ý nghĩa và mục đích cuộc đời của chúng ta. Còn trước khi chưa tin Chúa đó quý vị, trước đây khi chúng ta chưa tin Chúa đó, thì chúng ta không biết được mình sống để làm gì, rồi chết mình đi về đâu, và là cuộc đời của tôi có mặt ở trên đất này là vì cái điều gì. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta có đức tin nơi Ngài, thì chúng ta sẽ khám phá ra được những việc lành, những việc tốt lành nhất mà Chúa Ngài mong muốn đời sống của chúng ta hoàn tất nguyên bài trang. Giống như cái micro này được tạo nên là để khuếch đại âm thanh của tôi cho quý vị nghe, đúng không ạ? Cái micro này nó có mục đích khác với lại cái mục đích của cái bông hoa này. Bông hoa này được tạo nên là để tô điểm cho đời, để nó trang trí cho cái phòng nhóm của chúng ta đẹp hơn, đúng không ạ? Nó không có trách nhiệm để mà khuếch đại âm thanh của tôi, nhưng mà trách nhiệm khuếch đại âm thanh đó là thuộc về anh micro này. Cái điện thoại của chúng ta sử dụng là để giúp cho chúng ta liên lạc với người khác. Và mỗi thứ chúng ta thấy rằng là ở trong tự nhiên hoặc là do con người chúng ta tạo nên thì đều có một mục đích mà chúng ta mong muốn nhìn thấy này nọ. Vậy thì con người của chúng ta được dựng nên đó là để chúng ta có thể khám phá ra được mục đích cuộc đời của chúng ta mà Chúa mà mong muốn chúng ta hoàn tất. Có người thì Chúa dựng nên là để trở thành một doanh nhân, trở thành một tỷ phú, để có thể chúc phước cho cộng đồng, cho xã hội, cho gia đình của mình. Nhưng mà cũng có những người được Chúa Ngài dựng nên, họ trở thành những con người rao giảng lời của Chúa. Họ trở thành những mục sư, những con người tin kính để bày tỏ tin lành quyền năng của Chúa xuyên qua đời sống của họ. Nhiều người sẽ được phước và được cứu rỗi. Rồi có những người được Chúa dựng nên là để mở hội thánh của Chúa, để phục vụ hội thánh của Chúa, để tiếp đón con cái của Chúa vào trong nhà của mình để thờ phượng Chúa. Và mỗi người chúng ta đều có một cái công việc mà Chúa Ngài đặt để cho đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta khám phá ra được cái công việc mà Chúa đặt để cho đời sống của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy thỏa lòng với những gì mình được Chúa dựng nên. Và mình sẽ không có so bì, không có so sánh mình với người khác. Cho nên chúng ta khi hiểu được mục đích cuộc đời của chúng ta thỏa lòng với định dạng của mình, chúng ta thỏa lòng với thu nhập mình có, thỏa lòng với nơi sống chúng ta đang ở, và chúng ta sẽ có một cái động lực để chúng ta tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa. Khi chúng ta biết được rằng tôi cần phải tiếp tục bước đi theo chương trình của Chúa định sẵn cho đời sống của tôi. Buổi sáng nay thì tôi sẽ được phép chia sẻ về một sứ điệp có tựa đề đó là những con số 40 trong Kinh Thánh. Những con số 40 trong Kinh Thánh. Chúng ta thường nghe nhắc đến con số 40 nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Một mặt thì con số 40 này tượng trưng cho số nhiều, nói lên một khoảng thời gian dài, dù là 40 ngày hay là 40 năm. Mặt khác nó cũng nói lên những ý nghĩa sâu xa, những ý nghĩa thuộc linh sâu xa bên trong con số 40 này. Có những gì xảy ra trong khoảng thời gian này, có thể đó là một sự kiên nhẫn, sự tối luyện, thử thách và sự phấn đấu. Con số 40 cũng mang ý nghĩa đó là thời gian chuẩn bị để đón nhận ân điển của Chúa. Câu chuyện đầu tiên ở trong Kinh Thánh nói về số 40 đó là trận lụt đại hồng thủy trong thời của Noe. Trời đã mưa ròng rã suốt 40 ngày, 40 đêm,
Và sau đó thì nước lục đã dâng lên và khiến cho loài người cùng với tất cả loài vật ở trên mặt đất này đã bị hủy diệt. Chúng ta xem ở trong Sáng Ký đoạn số 7 từ câu 1 cho đến câu số 5. Lời của Chúa chép thế này: Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp đực và cái, còn loài vật không thanh sạch mỗi loài 1 cặp đực và cái. Cùng hãy đem theo những con chim trời, mỗi thứ 7 cặp trống và mái, để giữ giống ở trên khắp mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong 40 ngày và 40 đêm ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên. Đoàn Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy được là có một cái sự hủy diệt mà Chúa định trước ở trên mặt đất này trong thời của Nô-ê. Bởi vì loài người thời bấy giờ rất là gian ác và tội lỗi, cho nên Chúa Ngài không chấp nhận được cái sự tội lỗi gian ác đó. Và Chúa Ngài định sẵn một ngày để tiêu diệt tất cả loài người và muôn thú ở trên đất này. Nhưng mà lạ lùng thay, trong số những con người gian ác, những con người tội lỗi, thì Chúa đã nhìn thấy có Nô-ê và gia đình của ông. Chúa Ngài khẳng định ở trong lời của Ngài rằng là Nô-ê vốn là một người công chính tròn vẹn và được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy lạ không? Giữa một cái đầm lầy sình lầy hôi thối như vậy, có một đóa sen gần bùn nhưng mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Và Chúa Ngài đã vui lòng sử dụng Nô-ê để bảo tồn, duy trì sự sống cho những người trong nhà của ông và cho những loài vật thanh sạch và cũng như là những loài vật không thanh sạch khác. Và Chúa Ngài diệt hết tất cả loài người trong thời bấy giờ. Và sau nạn lục hồng thủy đó thì một dòng dõi mới đã được tạo lập và được chúc phước. Đó là ba người con của Nô-ê: Xem, Cham và Gia-phết. Được Đức Chúa Trời ban phước cho và loài người bắt đầu được sinh sôi nảy nở trở lại ở trên mặt đất này. Chúng ta thấy rằng là sau 40 ngày 40 đêm Chúa Ngài đổ cái sự hủy diệt của Ngài ở trên mặt đất, thì Chúa lại bày tỏ sự thương xót của Ngài đối với dòng dõi của Nô-ê. Và Chúa khiến cho Nô-ê trở thành một nguồn phước cho mọi người trên đất trở lại. Rồi con số 40 thứ hai, đó là sau khi Môi-se lập giao ước với Đức Chúa Trời tại núi Sinai thì ông đã ở lại với Chúa ở trên núi trọn 40 ngày và 40 đêm. Ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn số 24 câu 17 cho đến 18 chép rằng: Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Môi-se vào giữa đám mây lên núi ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Như vậy thì sau thời gian mà Chúa gặp gỡ Môi-se trên đỉnh núi thì Chúa Ngài đã thiết lập một giao ước với dân Israel. Và Chúa đã viết trên bảng đá 10 điều răn và trao cho Môi-se để trao lại cho dân Israel. Và đây là một khoảng thời gian đầy phước hạnh, vinh diệu và đầy sự vinh hiển. Bởi vì Môi-se đã có thể ở trong sự hiện diện của Chúa ở trên đỉnh núi Sinai và ông đã được gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách cá nhân, mặt đối mặt, giống như là hai người bạn với nhau vậy. Trong thời gian đó thì dân Israel ở phía dưới núi đã phạm tội với Chúa và họ đã làm con bò con vàng. Đây cũng là một cái thời gian thử thách, đúng không quý mài chen? Một cái thời gian thử thách để thử luyện đức tin của con dân Chúa. Trong khi tôi tớ của Chúa thì đang gặp Chúa, đang tương giao với Chúa ở trên núi, thì dân sự của Chúa ở phía dưới núi lại trở lòng với Chúa và thờ cúng hình tượng. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cũng không có hủy diệt dân của Ngài. Chúa đã nổi giận, Chúa nổi thanh nộ, nhưng mà Chúa không hủy diệt hết dân Israel của Chúa. Ở đây cũng là một cái câu chuyện chúng ta học được tấm lòng thương xót của Chúa dành cho con dân Chúa chúng ta ngày hôm nay. Có những khi chúng ta có nhiều thần tượng lắm quý mài chen. Quý vị có đồng ý với tôi điều này không ạ? Thế giới hiện đại ngày hôm nay có nhiều thần tượng lắm. Chúng ta thấy được, bây giờ chúng ta nói về giới trẻ đó, ngày hôm nay có rất là nhiều thần tượng âm nhạc, idol, đúng không ạ? Thần tượng bên Hàn Quốc, rồi thần tượng ở Việt Nam, thần tượng ở thế giới nhiều lắm. Cách đây một vài tuần thì có một ban nhạc Blackpink của Hàn Quốc
biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Thì trong cái đêm đó là cái sân Mỹ Đình là không còn có chỗ ngồi đâu quý mài cha. Và có những người trẻ họ đến, họ kêu gào, thậm chí họ khóc khi mà thấy thần tượng của họ hát, nhảy, múa ở trên sân khấu. Họ kêu gào một cách gọi là còn hơn là cả cha chết, mẹ chết nữa. Họ tôn sùng như vậy đó quý mài cha. Và chúng ta thấy rằng là đây là một sự nguy hiểm, bởi vì nó khiến cho cả một thế hệ dường như là đang đi vào trong cái chỗ thờ cúng hình tượng. Rồi có những thần tượng khác của mắt, rồi của lông, đúng không ạ? Ở trên internet ngày hôm nay có rất là nhiều cái thần tượng khác nhau. Facebook đôi khi nếu chúng ta không biết sử dụng nó cũng là một cái thần tượng. Nếu chúng ta biết cách sử dụng nó tốt thì nó sẽ trở nên tốt lành, hữu ích cho đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết sử dụng nó một cách đúng đắn thì nó sẽ trở thành một cái con dao hai lưỡi trên đời sống của mình. Rồi có những cái game online, có những cái game online nó khiến cho những bạn trẻ có thể sẽ giết cuộc đời của mình ở trên cái bàn phím. Tôi đọc và tôi biết được có những bạn trẻ ở nước ngoài họ chơi game đến nỗi mà họ chết ở trên cái bàn phím điện tử luôn quý mài cha. Ở bên Hàn Quốc trong vài năm trước có những thanh niên chơi thâu đêm suốt sáng, mà không phải là chỉ chơi thâu đêm một đêm đâu, họ chơi liên tục 3 đêm liên tục không ngủ luôn. Và sau 3 đêm nó chơi liên tục như vậy là họ gục ngay tại cái máy tính. Và chúng ta thấy rằng là cái điều này cũng thật sự là một cái hồi chuông báo động. Và đôi khi người ta quá thần tượng và chính cái thần tượng đó giết chết người ta. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho thế hệ trẻ để các bạn chúng ta không có rơi vào trong cái chỗ thờ cúng hình tượng. Rồi con số 40 tiếp theo mà chúng ta tìm thấy ở trong Kinh Thánh đó là sau khi tiên tri Eli đã cầu nguyện xin lửa từ trời giáng xuống trên cụ lễ thiêu của dân Israel ở trên đỉnh núi Cạch Mê. Và dân Israel đã trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời khi họ thấy lửa từ trời giáng xuống trên cụ lễ thiêu của họ, thì họ đã quỳ xuống, họ la lên là wow, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Và sau đó cả dân Israel đã trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, một quan cảnh rất là vinh diệu và huy hoàng cho Đức Chúa Trời. Và tiên tri Eli cũng có thể gọi là phỏng mũi, đúng không ạ? Cảm thấy tự hào bởi vì chức vụ của mình quá thành công, đã đem cả một dân tộc trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý vị biết không, chỉ sau một thời gian ngắn đó thì bà hoàng hậu Jezebel đã lệnh cho quân lính truy lùng cho bằng được tiên tri Eli. Và bà đã nói rằng là nếu ngày mai giờ này mà cái đầu của Eli mà không rớt xuống đó, ta nguyện các thần của ta xử ta một cách nặng nề. Tức là bà nói rằng bà thề bà sẽ chết, nếu mà tiên tri Eli không chết thì bà sẽ chết. Và thế là Eli nghe điều đó, ông hoảng sợ và ông bỏ chạy. Ông đi liên tục trong suốt 40 ngày 40 đêm quý mài cha. Ông phải đi để mà đến núi Horeb của Đức Chúa Trời để gặp gỡ Chúa tại đó. Và trên đường đi như vậy thì ông mệt mỏi và ông đã than chết với Chúa. Ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 7 cho đến câu 8, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng hãy trỗi dậy và ăn vì đường xa quá cho người. Vậy người trỗi dậy ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến núi Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Vậy thì mình thấy rằng là cái chặng đường của tiên tri Eli đi phải nói là một cái chặng đường dài, đúng không ạ? Xa quá cho người. Có bao giờ quý vị bị kiệt sức giống như Eli không? Có bao giờ quý vị đã từng bị ma quỷ tấn công đến nỗi quý vị cảm thấy mệt mỏi không? Bị áp lực tinh thần, cảm thấy muốn bỏ cuộc, cảm thấy muốn bỏ nhóm, cảm thấy muốn không có phục vụ Chúa nữa. Ở trong cái câu chuyện của Eli này, chúng ta học được một cái điều mà có thể nó sẽ giúp ích cho chúng ta nếu chúng ta biết trước. Đó là ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta khủng khiếp nhất không phải là trước khi chúng ta phục vụ Chúa. Ma quỷ nó cũng không có tấn công chúng ta đang khi chúng ta phục vụ Chúa. Nhưng mà ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta nhiều nhất đó là khi chúng ta, sau khi chúng ta
hoàn tất công việc của Chúa. Wow. Ngày hôm nay ma quỷ nó có thể nó không đe dọa chúng ta qua Giê-xê-bên thuộc thể, nhưng mà nó sẽ đe dọa chúng ta qua Giê-xê-bên thuộc linh, đúng không ạ? Nó sẽ bơm vào trong chúng ta cái cảm giác tự mãn. Ồ, tôi làm được ha. Ồ, 10 người tin Chúa qua tôi trong tuần này, cảm ơn Chúa, tuyệt vời. Đang khi mà mình tận hưởng cảm giác sung sướng đó, bắt đầu có một cái sự đe dọa nó đến. Nó sẽ đe dọa bằng cách nào quý mà cho em? Đe dọa qua người thân chưa tin Chúa của chúng ta, hoặc là đe dọa bằng tiền nhà, tiền phòng trọ của mình. Bà mà không có tiền trả ngày mai đó nha, là ngày mốt là phải cuốn gói ra khỏi nhà này cho tôi. Quý vị thấy không? Nó có thể đe dọa chúng ta như vậy. Ôi Chúa ơi, con mới đem 10 người trở lại với Chúa, sao Chúa không nhớ con? Giờ người ta đe dọa con, giờ con không có tiền nữa. Quý mài cha em ơi, đó là cái sự tấn công rất là khủng khiếp. Cho nên chúng ta xin Chúa ngày cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta không có chảnh mãn ở trong những lúc như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cái câu chuyện của Eli ở đây chúng ta thấy được rằng là sau khi mà ông đã đến núi Horeb gặp gỡ Đức Chúa Trời, thì ông đã được Chúa ngày thêm sức và trở lại với sứ mạng mà Chúa ban cho. Eli không còn mệt mỏi nữa quý mài chèm. Sau khi mà ông đã đến tại núi Horeb gặp gỡ Chúa và ông đã được Chúa phục hồi sức mạnh từ thuộc linh cho đến thuộc thể của ông. Và đến cuối cùng thì Eli đã được Chúa ngài tiếp rước ở trong một cái sự vinh hiển rất lớn. Đó là có xe ngựa lửa từ trời đến để mà rước ông đi. Đôi khi chúng ta chê bai Eli, ôi sao mà ông này ông yếu đuối quá, ông xác thịt quá, ông đòi chết, sao mà gây bất phạm quá. Nhưng mà chúng ta biết rằng cuối cùng Eli đã được đi xe ngựa lửa. Có ai trong số con người chúng ta đã được Chúa ngày rước đi bằng xe ngựa lửa giống như Eli không? Không, chưa, đúng không ạ? Chưa có một tiên tri nào luôn quý mà chèm, ngay cả Môi-se cũng không được cái vinh hạnh đó nữa. Cho nên chúng ta đừng có chê Eli. Chúng ta phải xem cái cuối cùng của người đó như thế nào. Có thể trên chặng đường mà chúng ta theo Chúa đó, có những khi chúng ta yếu đuối lắm. Đôi khi chúng ta cũng mở miệng ra nó chắc thôi, Chúa ơi con muốn bỏ Chúa thôi, xin lỗi Chúa, con không thể theo kịp, con không thể nào đi theo Chúa được, thôi đủ rồi Chúa ơi, cất mạng sống con đi. Đôi khi mình yếu đuối giống như vậy đó quý vị. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi chúng ta trở lại với Chúa, Chúa tha thứ, Chúa phục hồi chúng ta, thì chúng ta sẽ được Chúa ngài nâng chúng ta lên. Cảm ơn Chúa. Còn số thứ tư đó là tiên tri Jonah đã rao giảng lời của Chúa để cho dân thành Ninive được ăn năn trong 40 ngày, 40 đêm. Ở trong Jonah đoạn số 3 câu 10 đó, thì chúng ta biết rằng là Ninive đã được nghe lời rao giảng của Jonah. Vậy Jonah chờ dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Wow. Chúng ta thấy rằng là Jonah cũng là một tiên tri, cũng yếu đuối, đúng không? Hồi nãy chúng ta nói về Eli, đúng không ạ? Eli nằm ngay cây giếng viên than chết, nhưng mà cuối cùng thì được Chúa ngài rước bằng xe ngựa lửa. Bây giờ đến Jonah nè. Jonah thì lúc ban đầu Chúa kêu qua Ninive, ông không chịu đi, ông đi qua Tarsi, đi qua hướng khác. Nhưng mà sau đó thì Chúa khiến cơn bão nổi lên và ông bị quăng xuống biển và bị con cá lớn nó nuốt. Sau khi ông kêu cầu Chúa ăn năn trở lại với Chúa thì Chúa ngài cho con cá nó mửa ông ra. Và thế là sau đó ông đã đi qua Ninive. Qua Ninive ông rao giảng lời của Chúa. Ông không rao giảng lâu đâu quý mài cho em. Ông chỉ rao giảng rất là ngắn, chưa đến 5 phút nữa. Ông rao giảng thế nào ạ? Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Đúng có 12 chữ thôi quý mài cho em. Cái sứ điệp của ông Jonah, ông giảng có đúng 12 chữ thôi, mà ông đi một vòng cả ngày như vậy đó. Thay vì là ông phải đi mất 3 ngày đường, đúng không?
Cái thánh nói rằng là Ninive là một thành lớn, phải đi mất 3 ngày đường thì mới là chọn một cái vòng của cái thành đó. Nhưng ông chỉ đi đúng một ngày thôi. Ông rao giảng đúng có một sứ điệp, có 12 chữ thôi. Đó là còn 40 ngày nữa Ninive này sẽ đổ xuống. Vậy thôi. Ông không kêu gọi mọi người ăn năn đúng không ạ? Không kêu gọi là mọi người trở lại với Chúa. Nhưng mà khi mà dân thành Ninive nó nghe tin, người ta nghe cái tin là thành này sẽ chỉ còn sống được 40 ngày nữa. Wow, Chúa làm việc trong lòng khiến cho dân thành Ninive từ người lớn cho đến kẻ nhỏ. Rồi sau đó tin đồn đến vua Ninive nữa. Vua ông đứng dậy, ông khóc, ông ăn năn. Rồi cả thành phố đã trở lại với Chúa. Quý vị thấy lạ không ạ? Trong 40 ngày đó Chúa đã thăm viếng và Chúa hành động ở trên cả một dân tộc, khiến cho nhiều người ở trong thành phố đó đã ăn năn và nhận biết Chúa. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được lại một lần nữa có một tiên tri yếu đuối, nhưng mà đã được Chúa Ngài dùng rất là đặc biệt để mà đưa cả dân thành Ninive trở lại với Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta cười nhạo người của Chúa, nói cái ông này yếu đuối quá, Chúa mà không cứu ông là hôm đó ông chết chắc rồi, cá mập ăn mất rồi. Nhưng mà chúng ta thấy được cái cuối cùng nó hơn cái sự khởi đầu, đúng không quý mài cha? Tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài dùng mỗi người chúng ta như là những Jonah của Chúa để đem cả vùng đất của Tây Ninh này trở lại với Chúa. Chúa sẽ dùng chúng ta để đem cả một cái khu phố, cả một cái cộng đồng của chúng ta trở lại với Chúa. Quý vị có tin không? Đôi khi quý vị không cần phải rao giảng nhiều, quý vị không cần phải dùng những từ ngữ thần học cao siêu nào đó để thuyết phục người ta trở lại với Chúa. Nhưng mà chúng ta giảng bằng tấm lòng của mình. Đôi khi chỉ cần một lời nói của mình thôi, có thể hàng xóm của chúng ta sẽ tin Chúa. Amen. Cho dù trong quá khứ quý vị đã từng thất bại, cho dù trong quá khứ quý vị đã từng không vâng lời Chúa, đã từng đi qua Ta-rê-si, đã từng chua xuống bụng cá, nhưng mà quý mài cho em, nếu ăn năn trở lại với Chúa, Chúa có thể sức dầu và Chúa có thể ban ơn chúng ta để đưa dắt nhiều người trở lại với Chúa hơn sau này. Cảm ơn Chúa. Hỡi những Jona của Chúa, hãy trỗi dậy. Amen. Con số 40 thứ 5 đó là Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ suốt 40 ngày đêm ở trong sa mạc, trong đồng vắng. Điều này được ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 4. Chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu đã chịu thử thách ở trong đồng vắng, và ma quỷ Sa-tan đến cám dỗ Chúa Giêsu. Không phải là trong lúc 40 ngày mà Chúa kiêng ăn thì ma quỷ cám dỗ, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là sau những ngày Chúa Giêsu đã bị đã kiêng ăn rồi đó, sau 40 ngày đó thì ma quỷ đến cám dỗ Chúa. Quý vị thấy ma quỷ nó không đến giữa cái chu kỳ 40 ngày đó, nhưng mà nó đến ngay cuối cái chu kỳ 40 ngày đó. Cái lúc mà Chúa Giêsu đã nhịn đói 40 ngày rồi thì lúc đó cái cực đỉnh của cái sự mệt mỏi trong thể xác nó đến. Và khi một người đã nhịn ăn 40 ngày, 40 đêm mà nghe nhắc đến bánh mì thôi quý mà cha, quý vị sẽ cảm giác thế nào? Vừa rồi tôi kiêng ăn 3 ngày cho cái nhu cầu cá nhân của tôi. 3 ngày thôi quý mà cha, mắt nó hoa lên rồi. Mà tôi tưởng tượng là cái ngày mà 40 của Chúa Giêsu mà kiêng ăn á, ai đó mà nhắc đến cái bánh mì thôi chắc nước miếng nó chảy ra rất là nhiều, đúng không quý mài cha? Đúng không ạ? Ai đã từng đói bụng chúng ta biết, mình đang đói bụng cồn cào từ sáng đến giờ, từ sáng đến tối mình chưa có cái gì bỏ bụng, ai đó nhắc đến phở thôi là tự nhiên cái là mình cảm thấy nó khủng khiếp, thèm khủng khiếp. Đó, vậy đó mà Satan nó chơi ác cái chỗ đó là nó đến ngay cái ngày 40 của Chúa. Nó nói Chúa sao? Bây giờ nếu ngươi là con Đức Chúa Trời phải không? Hãy hóa bánh này, hóa cái đá này trở thành bánh đi. Bánh tức là bánh mì đó quý vị. Nhưng mà Chúa Giêsu cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã không có nghe theo cái sự cám dỗ của ma quỷ. Chúa Giêsu đã đắc thắng được cái sự cám dỗ đó, và Chúa Giêsu đã nói rằng là người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mì mà thôi, nhưng mà người ta sống nhờ có lời của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Chúa Giêsu Ngài trả lời bằng Kinh Thánh. Chúa Giêsu đắc thắng được ma quỷ và sự cám dỗ của nó bằng lời của Đức Chúa Trời. Sống được đó là nhờ có lời Chúa, chứ phải sống được là nhờ có thức ăn, thực phẩm.
Ma quỷ thì nó chỉ khiến cho con người chúng ta cứ tập trú vào trong thức ăn của xác thịt, của thuộc thể, nhưng mà quên mất đi có một cái sự sống quan trọng hơn nữa, đó là cái sự sống thuộc linh này. Nhờ có lời của Chúa mà sự sống thuộc linh này mới được phát triển, mới được tồn tại phát triển mà thôi. Cho nên chúng ta thấy được qua tấm gương cám dỗ Chúa Giêsu mà chúng ta thấy được cái xác thịt này thật sự nó không quan trọng bằng cái tâm linh quý mài che. Xác thịt này nó phải lệ thuộc dưới tâm linh, chứ tâm linh chúng ta không thể nào lệ thuộc vào xác thịt được. Và Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được rằng là để đắc thắng được tội lỗi và cám dỗ của ma quỷ, chúng ta cần phải tập trú vào trong nhu cầu thuộc linh hơn là nhu cầu của thuộc thể. Bởi vì thuộc linh nó có cái sức mạnh ảnh hưởng trên thuộc thể. Và thuộc linh nó được mạnh đó là nhờ có lời của Chúa. Quý vị buổi sáng hôm nay đến đây để thờ phượng Chúa, nghe lời của Chúa, quý vị thấy phước hạnh không quý mà chen? Cho dẫu rằng hội thánh không có cho quý vị ăn uống hoặc là thông công bất cứ một cái bánh trái gì hết, nhưng nếu quý vị nghe lời của Chúa, quý vị được no đủ, quý vị sẽ thấy được rằng là ồ, tôi được phước. Cả một tuần sau đó mình đi làm việc mình cảm thấy được phước, đúng không ạ? Đó là do tâm linh của mình được no đủ bởi lời của Chúa. Và nếu mà tâm linh của mình không có lời Chúa đó quý vị, nó ôm nó đói, đúng không ạ? Nguyên một tuần lễ mình làm cái gì mình cũng cảm thấy nó khó chịu, nó bức rứt, nó làm sao đó, giống như mình bị bỏ đói vậy đó quý vị. Cho nên tâm linh của chúng ta nó cần có lời của Chúa. Và đây là cái con số 40 mà Chúa Giêsu đã trải qua. Điều thứ sáu đó là dân Israel đã phải đi lòng vòng 40 năm ở trong đồng vắng bởi vì cớ họ vô tín. Và trước khi mà có cái con số 40 năm Chúa định cho dân Israel phải đi lòng vòng trong đồng vắng đó quý vị, thì đã xảy ra một cái câu chuyện. Đó là Môi-se sai một nhóm người gồm 12 người đi vô thám xứ Canaan để xem tình hình tại đó như thế nào, thiên thời địa lợi ra sao. Nhưng mà sau 40 ngày họ do thám xứ đó, thì họ trở về tường thuật lại tỉ mỉ những gì họ đã thấy, còn mang theo cả những cái hoa trái của vùng đất mà họ gọi là xứ đường sữa và mật. Thì họ nói rằng là wow, thành thị ở đó rất là kiên cố, rộng lớn, dân chúng có vóc dáng to lớn, khổng lồ, to cao. Còn mình thì giống như là con cào cào. Và sau khi mà nghe những gì của 10 người thám tử tường thuật lại, thì dân Do Thái đã trở nên sợ hãi và họ nhất định họ không muốn vào trong miền đất hứa đó nữa. Và điều đó cũng bày tỏ đức tin của họ nơi Chúa không có. Vì thế họ đã bị phạt, bị Đức Chúa Trời Ngài phạt rằng là họ phải lang thang cực khổ trong sa mạc suốt 40 năm. Và mỗi năm bị phạt như vậy tương ứng với một ngày của 12 thám tử đi vô thám xứ. Cái câu chuyện này chúng ta tìm thấy ở trong Dân số ký đoạn 13 và Dân số ký đoạn số 14. Chúng ta có thể về nhà chúng ta đọc. Nhưng mà chúng ta thấy được cái câu chuyện này đại khái như thế này. Ở trong Dân số ký đoạn số 13 câu số 32-33. Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng chúng ta không đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám đó là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc to lớn, cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dành vàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cao và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Ở đây chúng ta thấy được 10 thám tử, họ nói về xứ Canaan, xứ hứa đó. Họ nói thật hay nói dối quý bà chị em? Nói thật đúng không ạ? Họ từng thật, họ từng từng thuật là thật hết. Thành cao lớn thật sự, người vóc dáng to khỏe, ai cũng cao 1m8, 1m9 hết. Có người thậm chí cao hơn 2m nữa. Chúng ta biết rằng là Goliath đó cũng là con cháu của những người này này. To con lắm quý ông bà cho em, nhìn là khiếp liền. Họ tường thuật đúng, nhưng mà cái điều họ sai ở chỗ đó là họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời vĩ đại. Họ không có đức tin rằng là Đức Chúa Trời là đấng đã hứa ban cho họ xứ đó, Ngài sẽ vù giúp cho họ để họ có thể chiếm xứ. Cái vấn đề không phải nằm ở đây, nhưng vấn đề nằm ở đây nè quý ông bà cho em. Ở đây tấm lòng nè, tấm lòng phải có đức tin. Mắt của chúng ta thấy á, nó chỉ là cái điều giúp cho chúng ta có thể tin cậy nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn.
chứ không phải là mắt chúng ta thấy để chúng ta sợ hãi nhiều hơn quý mà cha. Khi tấm lòng của chúng ta có đức tin nơi Chúa đó, thì cái mắt này đó nó nhìn thấy cái nguy là cái cơ, đúng không ạ? Nguy là nguy hiểm, cơ là cơ hội. Trong cái nguy cơ nó có cái cơ hội cho chúng ta được phát triển, chứ không phải là thấy nguy cơ là chúng ta bỏ trốn, mà chúng ta thấy ô cái chỗ này là chỗ chết, ai mà ngu gì đâm đầu vào trong chỗ đó. Và chỉ có hai người duy nhất tin cậy nơi Chúa nói rằng là không, chúng ta phải vào trong xứ đó, mình phải chiếm xứ đó. Caleb và Giô-sê là hai người duy nhất có đức tin, và họ đã dấn thân để mà vào trong cái xứ đó. Nhưng mà tiếc thay, cả dân Israel họ đã không tin lời của hai người đó. Họ tin lời của 10 ông thám tử kia. Và chúng ta thấy rằng là đôi khi số đông nó cũng ảnh hưởng trên dân sự, đúng không ạ? Chỉ có hai người thôi, thiểu số rồi, đa số thắng thiểu số. Và thế là Chúa ngài giận quá, Chúa nói rằng là dân này khinh ta, không tin ta cho đến chừng nào. Mặc dù Chúa làm biết bao nhiêu phép lạ trước mặt họ, nhưng mà họ không tin nơi Chúa. Và sau đó thì Chúa ngài đã quyết định rằng là cả dân Israel đó sẽ ngã chết ở trong đồng vắng. Chỉ có những đứa trẻ dưới 20 tuổi thì mới được phép vào trong xứ hứa sau này. Còn những người trên 20 tuổi thì sẽ ngã chết ở trong đồng vắng, và Chúa không cho phép họ vào trong xứ hứa. Wow, chỉ có hai người, chỉ có hai người duy nhất đó là Giô-sê và Ca-lép là có đức tin nơi Chúa được vào trong xứ hứa. Quý vị có tin rằng là chúng ta sẽ được bước vào trong xứ hứa không? Quý vị có tin rằng cuộc đời của mình sau này sẽ được phước không? Gia đình mình được phước không? Con cái hậu tự mình sẽ được phước bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu không? Nếu quý vị tin, hãy cùng với chúng tôi Amen. Amen. Không, tức là chú đang ở trong sa mạc đó, đang còn ở trong kia. Xin Chúa ngài mở mắt lòng của chúng ta, mở mắt lòng của chúng ta để chúng ta thấy được rằng là xứ hứa đó là nơi mà chúng ta sẽ vào, xứ hứa đó là nơi mà tôi sẽ chết ở trong đó, chứ tôi không chết ở trong sa mạc này. Amen. Tôi sẽ được phước, được thịnh vượng, được giàu có, được thành công, để Chúa ngài được vinh hiển qua đời sống của tôi. Amen. Ở trong Dân Số Ký đoạn số 14 câu số 28: hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sẽ sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Những gì chúng ta nói ra rất quan trọng quý mà cha. Chúa ngài lắng nghe và Chúa sẽ xem xét. Nếu lời nói của chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ được phước và chúng ta sẽ được Chúa đem vào trong xứ. Còn nếu lời nói của chúng ta đầy dẫy những sự tiêu cực, đầy dẫy những lời vô tín, nghi ngờ, sợ hãi, yếu đuối đó quý vị, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị bỏ lại ở phía sau. Xin Chúa ngài cho chúng ta ngừng nói lại những cái lời tiêu cực từ ngày hôm nay quý mời cha. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, ai ái mộ nó thì sẽ ăn bông trái của nó. Nếu quý vị nói chết, chắc chắn chúng ta sẽ chết đó, đúng không? 10 ông thám tử kia ông nói sao? Không, mình vô đó là chết. Rồi cả dân Israel họ khóc lên, họ la lên. Chúng ta đọc câu 1 của đoạn 14, chúng ta sẽ thấy họ la lên, họ nói, Chúa ơi, còn thà con chết ở trong xứ Ai Cập chứ cũng tự nhiên vô đây chết. Mà chết trong đây là chết không toàn thây, tại vì nào nấy nó to lắm á. Nó mà chỉ còn giọng một cái thôi là cái mặt méo xẹo rồi. Ồ, họ suy nghĩ ra những cái cảnh mà rất là thê thảm quý mà cha. Và Chúa ngài rất là không vui khi mà thấy dân Israel thời bấy giờ họ không tin nơi Chúa. Họ cứ suy nghĩ, suy diễn theo cái kiểu vô tín của họ. Và điều đó làm cho tấm lòng của dân sự bị tán đổm, và họ không còn có chút gọi là sức lực nào để mà tiếp tục bước vào trong xứ hết. Họ sợ sệt liền quý mạng cho em, và thấy là Chúa ngài đổi chương trình. Chúa đổi chương trình. Chúa ngài nói rồi, bây giờ quay lại. Bây giờ các ngươi đã do thám xứ bao nhiêu ngày thì cứ mỗi ngày là một năm. Do thám xứ 40 ngày đúng không? Bây giờ 40 ngày đó là 40 năm. Rồi bây giờ cài số dê cho dân Israel trở lại đồng vắng. Wow, buồn quá đúng không quý mà cha. Đang đứng ở bên đây nhìn xứ hứa bên kia,
cho 12 ông thám tử qua bên kia do thám, tưởng rằng là do thám xong là mình có thể mình biết được cái xứ đó nó mạnh nó yếu rồi mình có thể chiếm được trong nay mai. Ai dè đâu Chúa cho cài số dè 40 năm nữa mới vào. Đau lòng ghê. Chỉ vì cớ thiếu đức tin quý mà cha. Xin Chúa ngày cho chúng ta có đức tin nơi Chúa để chúng ta không có bị cài số dè, nhưng mà chúng ta luôn tiến tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ năm 2007 khi mà tôi học xong chương trình thần học ở bên Philippines vào năm 2006, thì năm 2007 tôi trở lại Việt Nam này, thì có một số người bạn của tôi đã đi Mỹ và phục vụ Chúa ở bên đó cũng thành công. Có một số người bạn của tôi đi Mỹ và họ cũng được phước, được phát triển bên đó. Và tôi cũng muốn rằng là tôi cũng được đi Mỹ để mà tôi phục vụ Chúa bên đó, cũng giống như những người bạn của tôi. Thì tôi cầu nguyện với Chúa, thì Chúa cảm động tấm lòng của tôi ở lại Việt Nam này để phục vụ Chúa. Và tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, năm nay, lúc đó tôi khoảng tầm năm 2007 là tôi 24 tuổi, tôi còn trẻ. Và tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con 24 tuổi thì con như là một đóa hoa xinh tươi, một đóa hoa rất là đẹp ở trong tay của Chúa. Con xin dâng cho Chúa tuổi trẻ, tuổi xuân của con để phục vụ Chúa ở tại Việt Nam này. Con không có nhận lời đi Mỹ trong thời điểm thanh xuân của con. Tuổi thanh niên của con sẽ phục vụ Chúa hết lòng. Và sau cái thời gian mà con phục vụ Chúa hết tuổi thanh niên á, thì nếu mà Chúa cho con đi đâu á, con sẽ đi đó. Miễn rằng là con hầu vì Chúa hết lòng, hăng say, dấn thân ở trong tuổi thanh niên, rồi con hết tuổi thanh niên đó, con sẽ đi đâu là Chúa ngài cho, tùy Chúa. Lúc đó xác thịt của tôi nó kêu gào quý mà cha. Nó nói với tôi rằng là: bây giờ mà không có đi thì biết chừng nào đi. Một thời gian ngắn thôi, Chúa khiến cho có cái bà người Mỹ nọ, bà ấy đến tại Việt Nam này để mà dạy tiếng Anh cho người Việt. Và tôi là người thông dịch, tôi giúp cho bà ấy trong cái lớp học đó. Và bà ấy cũng thấy tôi cũng rất là yêu mến Chúa, sốt sắng và cũng rất là thiệt tình, cũng rất là tốt bụng vì giúp đỡ cho bà, chở bà từ chỗ bà ở cho đến cái chỗ lớp học đó mà hầu như là hàng tuần. Thì bà ấy có nói với tôi rằng là: Tuấn ơi, tôi thấy anh cũng rất là tốt bụng, dễ mến, yêu mến Chúa nữa, mà tôi thấy anh hình như là anh biết rất ít về nước Mỹ. Và nếu mà anh muốn thì tôi bảo lãnh cho anh qua Mỹ để anh biết được nước Mỹ như thế nào. Tại vì lúc đó tôi nói chuyện với bà đó vui lắm, nhưng mà cái kiến thức của tôi về nước Mỹ dường như là tôi biết rất ít. Cho nên bà ấy muốn giúp cho tôi qua Mỹ trong thời điểm đó. Nhưng mà tôi nói với bà ấy rằng là tôi có thể tôi làm bạn với bà, nhưng mà về việc mà đi Mỹ hay không thì tôi xin thưa, tôi trong thời gian này tôi không có đi Mỹ được. Tại vì tôi muốn phục vụ Chúa ở tại Việt Nam này trong cái thời điểm thanh niên của tôi. Rồi thế là cái cơ hội đó qua đi. Khi mà tôi nói xong với bà ấy thì tôi cảm thấy trong xác thịt của tôi nó buồn lắm. Giống như mình vừa mới bỏ qua một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể được tiến thân. Lúc đó thì tôi 24 tuổi thì chưa có cưới vợ tôi. Thì sau đó thì tôi đi học trường Kinh Thánh và tôi dấn thân phục vụ Chúa. Sau khi học trong xong trường Kinh Thánh thì đến năm 26 tuổi tôi gặp vợ tôi và tôi cưới vợ tôi. Tôi biết vợ tôi và thế là tôi phục vụ Chúa từ cái thời điểm đó. Sau đó rồi thì hầu vì Chúa thì cũng nhiều cái gian truân lắm, thiếu lên hụt xuống. Nhưng mà vất vả như vậy tôi vẫn vui vẻ và tôi biết rằng đây là cái điều mà Chúa đặt để cho đời sống của tôi và tôi phải nhận lấy nó. Tại vì mình là người đã chọn mà, cho nên bây giờ mình không thể nào than thở được. Đúng rồi, tại vì lúc đầu mình đã chọn ở lại Việt Nam phục vụ Chúa thì bây giờ mình phải chịu như vậy thôi, không có gì phải phàn nàn hết. Nhưng mà lúc đó xác thịt của tôi nó cám dỗ tôi, nó nói rằng là: thấy chưa, mày ngu quá, hồi xưa đó mày mà đi Mỹ
cái lúc đó đó, cái bà đó mà cho mày đi Mỹ là bây giờ mày sướng rồi, làm gì phải cực khổ nữa. Nhưng mà tôi quyết định là tôi đã đi theo Chúa là đi theo Chúa, không có quay ngó lại làm sao nữa. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, chương trình của Chúa là tốt lành dành cho con. Bây giờ có khổ nhưng mà sau này con sẽ được phước, bởi vì con đang phục vụ một Đức Chúa Trời tốt lành. Tôi cố gắng sau đó xin visa hai lần nữa, xin visa đi Mỹ hai lần nữa cũng rớt. Nhưng mà tôi cố gắng tôi xin thêm một lần nữa, và tôi hy vọng rằng là lần này sẽ thắng. Nhưng mà năm nay tôi 40 tuổi rồi. Là chuẩn bị gọi là qua cái độ tuổi của thanh niên rồi, đúng không ạ? Tôi nhớ đến câu chuyện của Caleb và Jose thì tôi thấy rằng là đúng 40 tuổi Chúa ngày sai họ vào trong sứ hứa. Tôi ước ao rằng là trong độ tuổi 40 này Chúa sẽ sử dụng tôi giống như là Jose và Caleb của Chúa để do thám sứ. Môi-se chỉ có thể dẫn dân sự vào trong đồng vắng mà không thể dẫn vào trong sứ hứa là bởi vì cớ năm 40 tuổi đó quý vị. Môi-se ông chỉ đi đến địa phận đồng vắng mà thôi, ông chưa bao giờ ông vào trong sứ hứa cả, cho nên ông chỉ dẫn dân Israel vào trong đồng vắng thôi. Nhưng mà Jose đã có thể dẫn dân Israel vào trong sứ hứa là bởi vì cớ năm 40 tuổi Jose đã được sai vào trong sứ hứa để mà do thám sứ trong đó, do thám sứ 40 ngày ở trong đó. Và cái điều này khiến cho tôi được mở mang tầm mắt, tôi thấy rằng là khi mà tôi đi nhiều thì tôi sẽ học được nhiều hơn. Bàn chân tôi đặt đến đâu thì nó sẽ thuộc về tôi. Cho nên tôi khích lệ các bạn trẻ, khi mình còn trẻ mình phải cố gắng đi nhiều, chứ mình đừng có chỉ chết dí ở trong cái chỗ, cái xã hoặc là cái huyện hoặc là cái thành phố của mình. Chúng ta cần phải đi nhiều. Dĩ nhiên Chúa là đấng giới hạn chỗ ở của chúng ta. Ai ở đâu ở yên ở đó, Chúa định sẵn cái giới hạn. Nhưng mà chúng ta có cái quyền để cầu nguyện xin Chúa Ngài gia tăng bờ cõi của chúng ta, gia tăng cái giới hạn của mình. Amen. Tôi thấy con của cô gần đã được qua bên Malaysia làm việc bên đó. Tôi thấy rằng là đây không phải là một cái ngẫu nhiên đâu quý mài cha. Chúa phải ban cho thì mới được như vậy. Và là người trẻ chúng ta cần phải đi nhiều. Ông bà cha mẹ ta ngày xưa có câu đó là đi một ngày đàn học một sàng khôn, càng đi càng khôn. Quý vị thấy không ạ? Ở đây tôi không nói rằng Môi-se không có khôn bằng Giô-sê, tôi không nói như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy được là Chúa ngày sử dụng chúng ta tùy theo cái mức độ mà chúng ta kinh nghiệm ở trong đời sống của mình. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta trở thành những Giô-sê Ca-lép của Chúa, vừa có đức tin nơi Chúa mà cũng vừa có một cái sự hiểu biết khôn ngoan, và nhìn thấy cái trong cái nguy nó có cái cơ. Amen. Tôi cầu nguyện chúc phước cho quý mà cho em con cái quý vị sẽ trở thành những nguồn phước cho mọi dân tộc ở trên đất này. Không phải chỉ là nguồn phước cho dân Việt Nam mà thôi, nhưng mà con cháu của chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những dân tộc khác nữa. Amen. Xin Chúa ngày mở rộng bờ cõi của chúng ta và cho chúng ta trở thành những người cương thịnh ở trên đất này. Và cuối cùng, đó là con số 40, sau khi Chúa Giê-xu ngày sống lại 40 ngày thì Ngài đã ở riêng với các sứ đồ và Ngài nói về nước Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài đã thăng thiên về trời và hội thánh của Chúa được khai sinh ra. Bắt đầu có một cái thời kỳ truyền giáo mở rộng vương quốc của Chúa qua các sứ đồ và những người đầu tiên. Cảm ơn Chúa. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn số 1 câu số 3. Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Trong 40 ngày Chúa ở cùng với các sứ đồ thì Chúa Ngài đã dạy cho họ về những điều về nước Đức Chúa Trời. Và sau đó thì các sứ đồ họ đã chờ đợi Đức Thánh Linh ở tại phòng cao và họ đã kinh nghiệm được những điều mà Cha đã hứa. Sau đó thì vương quốc của Chúa được mở rộng qua những con người tầm thường này. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì con số 40
ở trong cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được là nó có một cái ẩn ý về sự dạy dỗ của Chúa, đó là chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi những gì mà Chúa hứa với đời sống của chúng ta. Đôi khi Chúa hứa một cái điều gì đó trên đời sống của chúng ta nhưng mà chưa đúng thời điểm, thì chúng ta cần phải kiên nhẫn và nhịn nhục để chờ đợi điều đó nó xảy ra trên đời sống của mình. Ở trong Hebrew đoạn số 10 câu số 26, Hebrew đoạn số 10 câu số 36, vì anh em cần phải nhịn nhục hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Quý vị thấy không, chúng ta cần phải nhịn nhục chờ đợi, rồi sau khi chúng ta trải qua một thời gian chờ đợi đó thì chúng ta sẽ được như lời của Chúa đã hứa cho chúng ta. Chúa hứa với chúng ta rất là nhiều, đúng không quý mà anh chị em? Có những điều mà chỉ có chúng ta biết thôi chứ người khác không biết. Xin Chúa ngày cho chúng ta luôn giữ lấy những lời hứa đó, nó giống như là một cái neo chặt cho linh hồn của chúng ta, để sau này chúng ta dù có gặp những cái sự hoạn nạn, khó khăn, thử thách thì chúng ta vẫn luôn có lòng tin nơi Chúa và không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy được những con số 40 này trong xuyên suốt cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, nó có những cái phước hạnh, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi những phước hạnh đến thì có những cái thời gian thử thách, thử luyện, rồi phải có sự tranh chiến, có sự phấn đấu để mà mình có thể đạt được cái phước hạnh đó. Trong suốt 40 năm mà tôi sống ở trên đất này, tôi thấy cuộc đời của mình thật sự có nhiều cái tranh chiến lắm. Nhưng mà tranh chiến nhiều nhất đó là ở đây, cái tâm trí này, tranh chiến giữa đức tin và nghi ngờ, tranh chiến giữa thiện và ác, tranh chiến giữa cái tốt và cái xấu, tranh chiến giữa thánh linh và tà linh, nó xảy ra trong tâm trí này rất là nhiều quý mài cha. Xin Chúa cho chúng ta có thể tranh chiến và chúng ta đắc thắng được cái trận chiến này nhờ lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và đối với những bạn trẻ nào chúng ta chưa đến 40 tuổi đó mà chúng ta cảm thấy cuộc sống mình chưa thành công, chưa được ơn, chưa được kết quả, thì cũng đừng vội nản lòng, nhưng hãy cứ tiếp tục bước đi theo Chúa. Sẽ có phép lạ của Chúa xảy ra trong năm 40 tuổi của các bạn. Sẽ có phép lạ. Thường thường một người thanh niên mà đến cái tuổi 40, quý vị, nó có thay đổi từ tâm lý cho đến sinh lý, rồi cho đến cả cuộc sống gia đình tình cảm rồi đó, thay đổi rất là nhiều. Nhận thức cũng thay đổi nữa quý vị. Khi mình còn là thanh niên, mình thấy mình sống rất là nhanh, rất là vội, nhiều khi suy nghĩ cũng không có thấu đáo, không có sâu sắc giống như là một người lớn. Nhưng mà khi đến tuổi 40 đó, bắt đầu chúng ta sống chậm lại, suy nghĩ thấu đáo vấn đề hơn, biết trước biết sau ha, biết người biết ta. Khi mình nói ra một câu nào đó, mình có cái sự suy nghĩ đắn đo, bắt đầu mình thấy cuộc đời của mình nó không còn nhiều nữa. Còn trước 40 tuổi đó, mình thấy cuộc sống mà mình đời còn dài, chạy xe là chạy xe bạc mạng luôn, đôi khi là mình chạy rất là cao, tốc độ cao nữa. Tôi đã từng chạy như vậy đó, tôi biết mà. Nhưng mà bắt đầu có vợ có con rồi, tuổi lớn rồi, bắt đầu chạy xe chậm lại, bắt đầu biết sợ, bắt đầu biết quý cái thời gian và mạng sống mà Chúa ban cho mình, bắt đầu biết suy nghĩ về tương lai, về sứ mệnh cuộc đời của mình, và bắt đầu mình có một cái sự hứa nguyện với Chúa để mình sống hoàn tất được chương trình công việc của Chúa cho đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã cầu thay cho tôi trong suốt những năm tháng mà tôi phục vụ Chúa, bắt đầu từ năm 2007 cho đến ngày hôm nay, cũng được mười mấy năm. Và 2007 cho đến năm 2023 năm nay. Là bao nhiêu năm ta? 14 năm rồi. 16 năm. Dạ, 16 năm. 24 tuổi là 27. Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. 16 năm. Dạ. Cảm ơn Chúa trong 16 năm qua, có những anh chị em đã luôn yêu quý tôi và đã cầu nguyện cho tôi. Từ cái ngày đầu tiên biết tôi trong bài thánh ngũ tuần Rema cho đến bây giờ, có những người tôi biết rằng họ vẫn cầu nguyện, cầu thay chúc phước cho tôi. Tôi cảm ơn ba mẹ, bởi vì ba mẹ luôn là những người đồng công với tôi trong thuộc linh. Dẫu rằng không có đi cùng với tôi đến những hội thánh để phục vụ Chúa như tôi, nhưng mà ba mẹ tôi, nhất là mẹ của tôi, vẫn luôn cầu nguyện cho tôi mỗi ngày ở tại nhà. Tôi biết rằng là có những chiến sĩ âm thầm cầu nguyện cho mình.
và có những người yêu quý và ủng hộ chức vụ của tôi. Đồng thời bên cạnh đó cũng có một số hiểu lầm hoặc là có những cái gì đó đáng tiếc xảy ra khiến cho những anh chị em họ không yêu quý mình, hoặc là họ không hỗ trợ, không có support mình, thì thôi tôi cũng chẳng nói gì cả. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa Ngài thăm viếng và thay đổi những anh chị em đó, để lời của Chúa được nói ra từ mồm miệng của tôi sẽ trở thành nguồn phước cho những con người họ đang có một sự đối khác lời của Chúa. Có những anh chị em họ cảm thấy đủ rồi, họ không cần lời Chúa nữa. Thì dĩ nhiên tôi chia sẻ lời của Chúa đối với những người như vậy đó. Tôi chia sẻ lời Chúa thì họ thấy điều đó là dư thừa, họ không cần. Nhưng mà đối với những anh chị em đối khác lời của Chúa thì họ lại rất là cần lời của Chúa. Họ yêu quý, họ cầu thay. Thậm chí có một số anh chị em họ cũng dâng hiến cho chức vụ của tôi nữa. Tôi biết ơn Chúa bởi vì có những tấm lòng luôn yêu quý Chúa và rộng mở với công việc nhà Ngài như vậy. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Bởi vì ai tiếp đón tôi, tức là tiếp đón Đức Chúa Trời, là đấng đã sai tôi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý bà anh chị em đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong những ngày vừa qua. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, tròn 40 tuổi. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho quý vị. Xin Chúa Ngài ban cho quý vị trở thành những Giô-suê, những Ca-lép của Chúa, trở thành những Nô-ê của Ngài, trở thành những Ê-li, trở thành những Giô-na của Chúa. Và đặc biệt là chúng ta trở thành những Giê-su nhỏ ở tại khu vực chúng ta đang sống. Amen. Ngài xin mời quý vị đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay thật sự phước hạnh cho mỗi đời sống của chúng con. Phước hạnh nhất đó là chính mình con đây, Chúa ơi. Trong suốt 40 năm qua, Chúa đã có bồng ẵm con. Chúa đã có chăm sóc cho con, gia đình của con và cũng như chức vụ của con ở tại Việt Nam này. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng với con trong những ngày tháng sắp đến. Bởi vì con biết rằng công việc của Chúa còn nhiều ở trên đất này, và con cần phải làm xong những công việc đó thì con mới có thể hoàn tất được ý nghĩa và chương trình của Chúa dành cho cuộc đời của con. Xin Chúa ở cùng với con trong ngày đặc biệt này, tức là ngày sinh nhật của con. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài được vinh hiển qua đời sống của con và gia đình của con, để nhiều người khác sẽ được phước và danh của Ngài được vinh hiển nữa. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa Ngài cũng ban ơn cho các quý con cái Chúa đang có mặt ở tại đây trong hội thánh ngũ tuần Rema An Tịnh. Xin Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho họ ở trong công ăn việc làm, trong gia đình, trong tình cảm, trên con cái, trên hậu tự của họ. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho họ bình an bốn phía trong danh của Chúa Jesus Christ. Tất cả những sự tối tăm, những cái sự tấn công của ma quỷ nó phải rời xa khỏi con cái của họ trong danh của Chúa Jesus Christ. Những cái sự khó khăn túng thiếu về tài chánh nó phải rời xa khỏi công việc của họ nữa trong danh của Chúa Jesus Christ. Con cầu xin Thánh Linh của sự thành công thịnh vượng đến từ Đức Chúa Trời, Ngài đổ đầy ở trên công ăn việc làm của họ, Ngài đổ đầy ở trên bóp tiền của họ, trên tài khoản ngân hàng của họ, Chúa ơi, để họ sẽ không bao giờ thiếu thốn, không bao giờ bị ngã quỵ bởi vì cớ kiệt quệ về tài chánh. Nhưng con cầu nguyện xin bàn tay đầy ơn của Chúa Jesus Christ Ngài nâng đỡ họ, Ngài tiếp trợ cho tài chánh của họ được dư dật ở trong danh của Chúa Jesus Christ, để ngay cả hàng xóm chưa tin Chúa của họ cũng sẽ được nhìn thấy sự tốt lành và sự nhân từ của Chúa ở trên chính gia đình của họ. Còn cảm ơn Ngài, nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống trên gia đình của từng con cái Chúa, Chúa ơi, để chúng con càng đi theo Chúa, chúng con sẽ càng thấy mình được phước, càng thấy phước hạnh của Chúa được gia tăng phước hạnh. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển, được tôn cao qua mỗi đời sống của chúng con. Nguyện Chúa Ngài được biết đến ở tại cộng đồng mà chúng con đang sống. Xin Chúa Ngài tha thứ những lỗi lầm, những sai phạm của chúng con, để chúng con có cơ hội để tiếp tục tôn cao Chúa và đem nhiều người khác trở lại với Ngài nhiều hơn, giống như là những Giô-na của Ngài, giống như là những tiên tri của Chúa, như là những Ê-li của Chúa nè, Chúa ơi, để nhiều người sẽ được biết đến danh của Ngài càng hơn. Còn cảm ơn Chúa. Còn cảm ơn Ngài vì phước hạnh của Chúa dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.